Rồi mình chào anh em ha. Nói chung bữa nay lên top cho anh em 15 con bổi này giá 5 xị. Thì anh em nào bắt con nào thì xem gõ clip con đó báo mình mã số ha. Thì mình đi qua đây mình bắt đem giao cho anh em ha. Nói chung mình người thật việc thật. 5 xị là giá 5 xị không bớt nha anh em. Thì anh em nào lựa được con nào thì alo cho mình ha. Rồi cách thức mua bán, anh em nào chuyển khoản trước thì mình giao ha, không bao ship nha anh em. Anh em nào bắt thì cứ alo. Nói chung đây bác này cũng ổng cũng lớn tuổi thì ổng cũng dạng cù thủ lâu năm anh em, không có gian dối gì đâu. Thì bổi con 5 xị kè lòng gáy gù lai gai hết trơn hết. Thì anh em nào bắt con nào thì cứ xem clip kỹ con đó ha. Rồi thì thích con nào thì cứ alo cho mình trực tiếp, mình báo giá sau hoặc là gửi địa chỉ mình gửi ha. Thì cách thức mua bán thì cũng y của anh em, ai chuyển khoản trước thì mình giao trước ha, không bao ship nha anh em, không bớt luôn nha anh em. Bổi này mà giá 5 xị bớt nữa thì bể đảo luôn rồi. Nói chung giờ đi gác một con bổi cũng chi phí không rẻ đâu anh em, xăng cộ ăn uống đi đường nữa anh em. Nghỉ một ngày ra đi gác mà bán một con bổi có 5 xị anh em đồ bớt nó sao bớt nổi. Rồi chào anh em nào cần thì cứ alo cho mình ha. Rồi mình chào tất cả anh em đang xem video của mình ha. Bữa nay mình lên top cho anh em 15 con bổi giá 5 xị ha. Nói chung thì chim này không phải chim của mình nha, chim này của bác mình qua mình quay bán giùm thôi. Một con 5 xị thì một con đó là mà 1 phút. Anh em nào xe bắt con nào thì vô xem nha, chứ mình không có đi tới lui chụp quay từng con cho anh em xem được nha. Một con 500, đây con số 1 nè anh em. Riêng hai con này là nãy hai con này có gù rồi nha. Anh em nào cần clip hai con này gù á thì cứ nhắn tin cho mình ha. Con này con số 1 nè, con thổ nha. Xem kỹ chim nha, mình không đi tới luôn quay được cho anh em xem đâu. Một con 1 phút. Bởi 5 xị chắc ăn nữa thì phải còn nhát anh em, nhưng mà được cái là thần lòng sẵn anh em ha. Đây là con số 1 nha, thổ. Con số 2 anh em, con này thổ khoa nè. Số 2, hai con này là nãy có gù rồi nha anh em. Nói chung dàn chim này gáy gù hết toàn bộ. Xem kỹ chim giùm mình ha. Con số 3 nè anh em, con đồng ha. Ba con này gáy một hậu nha anh em. Số 4 nè anh em, số 4 ha, thổ đủ à. Thổ con số 5 nha anh em, con này cũng đồng kèm nha. Một hậu. Con số 6 nè anh em, thổ luôn ha. Chim 5 xị mà đẹp như gì ở đâu có nè anh em.
năm xị mà dạng gì đòi gì nữa anh em, học ta gì không nhảy gì thôi gì đòi gì nữa. Rồi số 6 khổ, số 7 đồng nha anh em. Này số 8 em đồng. Thì số 9 đồng kèm giày nha anh em. Về hai con này nãy mình quay hơi nhanh chút xíu. Rồi đây 9 con nha anh em. Ủa số 10 nằm đâu ạ? Số 10 đôi lỗ 3. Số 10 đôi lỗ 3 nha anh em. Đồng. Rút lại cốt. Kèm luôn nha anh em. Đồng kèm nha anh em. Mười hai đôi dòng gì đây? Dòng tiểu. Đôi dòng tiểu nha anh em. Con số 12 đôi dòng tiểu. Đôi lỡ dòng tiểu luôn nha anh em. Số 13 đôi lỡ dòng tiểu ha. Mười bốn dòng đồng nha anh em. Có số nè, 14. Đây 15 nha anh em, dòng đồng. Chim con nào cũng đẹp chứ.